Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, có nhiều người khi lựa chọn một đối tác để làm vợ, làm chồng, sau đó thì lại cho rằng là mình đã lựa chọn sai người, đang ở bên sai người. Vậy vì sao chúng ta lại biết là chúng ta đang sống bên một người mà chúng ta chọn sai? Có những cặp đôi yêu nhau, vừa mới mâu thuẫn, cãi vã nhau một trận, đã đùng đùng cho rằng là mình chọn sai người rồi. Các bạn đừng vội cho rằng là mình chọn sai người nếu các bạn không có những cái dấu hiệu nhận diện mà mình sẽ chia sẻ trong video này nhé. Thứ nhất là một trong hai người đến với nhau chỉ vì buồn chán và cô đơn. Có những người muốn chấm dứt sự cô đơn, buồn chán bằng cái việc là đến với một người khác. Một người mà mình chưa có nhiều tình cảm, mục đích chỉ để mình cảm thấy không còn cô đơn và buồn chán nữa. Thế thì cái mục đích đó không phải là mục đích của tình yêu và hôn nhân. Khi chúng ta buồn chán, khi chúng ta cô đơn, điều mong mỏi của chúng ta là có được một người để tâm sự, để trò chuyện, để làm giảm đi sự trống vắng. Nhưng các bạn biết rằng là không ai buồn chán và cô đơn cả đời. Hơn nữa, tình yêu hay là hôn nhân không phải là cái túi để chứa đựng nỗi buồn, nỗi cô đơn của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta đến với nhau để mang lại cho nhau niềm vui, sự hạnh phúc, chứ không phải là mang nỗi buồn cô đơn và buồn chán để chia sẻ cho nhau, để người kia cũng buồn chán như mình, các bạn nhé. Thứ hai, muốn biết bạn có đang ở bên cạnh một người mà bạn chọn sai hay không, thì bạn phải tự hỏi mình rằng là bạn có xấu hổ khi đi bên cạnh người ấy hay không. Bạn không nên và đừng nên cảm thấy xấu hổ khi mà ở bên người mà bạn đang ở cùng. Nếu bạn tránh mặt bạn bè vì sợ bạn bè nhìn thấy bạn đi cùng người yêu, người vợ hay chồng của mình, thì nó cho thấy bạn không thực sự yêu người đó. Bạn không tự hào, không hãnh diện vì sánh vai cùng người ấy. Thì rõ ràng đó không phải là người mà bạn mong muốn được đi cùng họ trong cuộc đời này, đúng không ạ? Nếu bạn hãnh diện khoe với bạn bè rằng đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, là người yêu của tôi, thì lúc đấy bạn mới đang thực sự hạnh phúc bên họ và bạn đang ở bên cạnh một người mà bạn chọn là đúng. Bạn luôn muốn người khác biết về người bạn đời của mình, tức là bạn đang muốn khẳng định lựa chọn của bạn. Ngược lại, nếu bạn xấu hổ vì cái điều đó, thì bạn đang phủ nhận sự hiện diện của người đó bên cạnh bạn, các bạn nhé. Thứ ba, muốn biết bạn có đang ở bên cạnh người mà bạn chọn sai hay không, thì hãy xem khi ở gần họ, bạn có cảm thấy khó chịu hay không. Bạn cảm thấy thế nào khi ở bên cạnh người ấy? Bạn có vui không? Có dễ chịu không? Có hạnh phúc không? Có vui vẻ không? Nếu bạn cảm thấy rằng cuộc sống bên cạnh người ấy thật là ngột ngạt, u ám, lúc nào cũng buồn tẻ, hoặc là các bạn không đưa nhau cùng tiến lên mà lại kéo nhau tụt lùi, thì rõ ràng lựa chọn ở bên người ấy là sai lầm. Đối tác của chúng ta phải là nguồn cảm hứng, là một bến đỗ bình an với chúng ta, đúng không ạ? Hai người phải có sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Bạn phải cảm thấy tin tưởng đối tác của mình và cảm thấy an toàn khi ở bên họ. Còn nếu bạn luôn sợ cái tính xấu của họ bùng nổ hoặc ghét ở gần họ, thì bạn nên tự hỏi bản thân bạn là tại sao bạn lại ở bên họ? Có phải bạn đã chọn ở bên một người không phù hợp với bạn hay không? Chẳng hạn như một người phụ nữ khi đi làm trở về nhà luôn sợ hãi người đàn ông của mình sẽ cáu giận, sẽ chửi bới, sẽ đánh đập chẳng hạn. Hoặc người đàn ông sau khi mà tan làm ấy không muốn trở về nhà và muốn la cà quán xá vì không muốn nghe những cái lời cằn nhằn của vợ chẳng hạn. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy bạn là người không thoải mái, không cảm thấy hạnh phúc với cái người bạn đời hay là với người yêu của bạn. Khi cái tình trạng này kéo dài
thì mối quan hệ ngày càng trầm trọng và rạn nứt nhiều hơn. Điều này cũng chứng minh một cái khía cạnh khác, đó là bạn đang sống bên cạnh người mà bạn đã chọn sai các bạn nhé. Thứ tư, một dấu hiệu khác cho thấy bạn ở cạnh sai người, đó là người ấy có niềm tin hoàn toàn trái ngược với bạn. Nếu đối tác của bạn không đồng ý với mọi thứ mà bạn tin tưởng thì đó là một vấn đề. Trong tình yêu hay là hôn nhân, dù bạn ở lứa tuổi nào, theo tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, thì niềm tin giữa hai người phải đồng nhất với nhau. Nếu mỗi người có một niềm tin khác nhau thì các bạn không bao giờ là của nhau, đúng không ạ? Niềm tin trong tình yêu là yếu tố cực kỳ quan trọng để duy trì mối quan hệ. Đơn giản như là bạn tin vào tương lai của gia đình bạn sẽ tốt hơn và người đó cũng vậy, thì hai người sẽ cùng phấn đấu và cùng chung chí hướng. Nhưng nếu bạn có niềm tin còn người ấy thì không có, thì mọi cố gắng sẽ trở nên vô ích. Tình yêu được xây dựng trên niềm tin. Chỉ có tin tưởng nhau, có niềm tin dành cho nhau thì nó mới là tình yêu đúng nghĩa. Nếu hai người không có niềm tin hoặc niềm tin của hai người là khác nhau thì các bạn sinh ra không phải là để dành cho nhau. Bạn cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa để lấp đầy khoảng trống chênh lệch đó đều không có kết quả đâu ạ. Thứ năm, muốn biết bạn có đang ở bên cạnh người mà bạn chọn sai hay không thì hãy xem bạn có nhìn thấy tương lai với họ hay không. Khi sống với một người hay đơn giản là bắt đầu mối quan hệ với một người mà bạn không nhìn thấy con đường phía trước, thấy tương lai, chỉ toàn những cái khó khăn, thấy bóng tối, thì đó cũng là một cái lựa chọn sai lầm. Thực sự, có rất nhiều người không muốn trói buộc mình với bất kỳ ai. Họ chỉ muốn vui vẻ trong chốc lát, chứ không bàn tính đến tương lai sẽ làm gì, sẽ như thế nào. Nếu khi bắt đầu mối quan hệ mà bạn không nhìn thấy tương lai của mình thì đừng làm phí thời gian bên cạnh người ấy. Người ấy không phải là người thích hợp đối với bạn cả ở hiện tại và tương lai. Thế thì nếu bạn vẫn ở bên cạnh người ấy, chắc chắn sau này bạn sẽ nhận ra rằng là mình đã sai lầm. Một dấu hiệu quan trọng khác, dấu hiệu thứ 6 cho thấy bạn đang sai khi ở bên cạnh một người, đó là khi bạn ở bên người ấy chỉ vì không muốn làm tổn thương tình cảm của họ. Đây không phải là tình yêu, mà là sự thương hại. Người ấy dành quá nhiều tình cảm cho bạn, nhưng bạn thì ngược lại. Bạn không hề có cảm xúc quá lớn với người ấy. Tuy nhiên, bạn lại không dám nói ra cảm xúc thật sự của mình rằng bạn không yêu họ, mà bạn chỉ cảm kích tình cảm của họ dành cho bạn. Việc bạn đồng ý ở bên người ấy không phải bạn yêu họ, mà chỉ đang dành sự thương hại cho họ. Do đó, nếu điều này đang xảy ra với bạn thì bạn đang chọn sai người các bạn nhé. Cuối cùng, một dấu hiệu cho thấy rõ ràng bạn đang ở bên cạnh người bạn chọn sai, đó là ở bên người ấy nhưng bạn luôn mơ tưởng về một người khác. Bạn chắc chắn đang ở với đối tác sai lầm nếu bạn luôn mơ ước được ở bên người khác. Đôi khi đó chỉ là những cái mơ mộng viển vông, nhưng nếu nó không thay đổi thì tiềm thức của bạn đang nói với bạn rằng bạn đang ở cùng một người sai. Chỉ khi trong cuộc sống này, nếu bạn thấy đối tác của bạn là người duy nhất và không ai có thể thay thế được, lúc đó bạn mới chắc chắn rằng bạn đã đúng. Mình muốn nói rằng mỗi giây chúng ta ở bên cạnh sai người thì chính là chúng ta đang lãng phí thời gian của nhau các bạn ạ. Trong cuộc sống không phải khi nào chúng ta cũng tìm được đúng người với mình. Không ai sinh ra là dành cho nhau cả. Nhưng ít nhất khi ở bên cạnh một người, bạn phải thấy những cái giây phút ở bên người ấy là không lãng phí, và bạn có động lực để sống, để yêu, thì đó đã là điều tuyệt vời rồi. Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.